Đây là đỉnh Đồi Lè nha cả nhà ơi. Chào mọi người nhá. Đang gọi là chân đỉnh Đồi Lè. Chân đỉnh Đồi Lè là đây. Đây là cái chỗ chơi này, chỗ mọi người hay lên chơi là tí trên cao này. Chỗ đó là chân đỉnh mà mọi người hay lên chơi. Còn đây mọi người ở đây là ở dưới thôi. Đây bên dưới thôi. Đây mọi người đang chuẩn bị này. Hôm nay chương trình sẽ rất vui nhá. Chúng tôi sẽ chuẩn bị đây. Máy rất đẹp luôn. Alo. Ca sĩ, kỹ thuật, MC Trung Diệu. Rất gió nha mọi người nha, nên là phải che gió. Thịt bò có mang gì ướp không? Thịt bò ấy có chứ, ướp cái gì nhỉ? Đủ thank you.
chứ nhầm tuần mùi. Yêu cắn ớt mình lấy chỉ các bạn bây giờ. Mới bị lo nữa. Hai chụp vừa được xấu lại. Cả tình, chứ cả tình mặt kèm nó xấu. Lại nhá, hai chụp quá hê. Hai chụp mặt. Ướp ớt. Ướp mình. Lửa đã lên. Bò nướng. Bò nướng tảng. Cái nàng ướt mấy nhưng mình cả lê lấy chi. Đúng thì thôi nhưng mà rất cầu kỳ. Giờ này anh chẳng trách em đâu. Thêm đồng bọn. Chào tôi quên nha. Mây cực đẹp luôn mọi người nhá. Ngắm mây thôi, không săn mây nhưng mà ngắm mây thôi nhá. Đẹp.
cực đẹp luôn. Tuyệt rồi. Thế chứ hành tung nữa là con này. Nhìn nó càng